Việt Nam 18.07 rút ngắn Pierre François Flores, người đã đại náo giới võ thuật Việt Nam hè năm ngoái đã có mặt tại Hà Nội, chiều nay 232 mục đích trở lại Hà Nội của chuẩn võ sư quốc tịch Canada lần này được cho là thăm hỏi bạn bè, những người mà ông đã gặp trong lần đến Việt Nam hồi tháng 7 năm 2017. Một lý do khác được nhiều người đồn đoán là võ sư 41 tuổi muốn tìm và tái đấu với cao thủ Hạc Quyền, Phạm Anh Tuấn, còn gọi là Tuấn, Hạc. Hồi đầu tháng 10 năm 2017, Pierre Flores đã bóng gió về việc trở lại Việt Nam. Ông nói với Đài Phát Thanh Canada, "Tôi đã thua trận đó với Tuấn, Hạc vì mắc bẫy. Tôi muốn đấu lại trận này để hoàn thành những gì còn dang dở. Tôi không thể đấu võ suốt đời, nhưng đây là lúc tôi phải tìm kiếm những thử thách để hoàn thiện bản thân, hoàn thiện võ thuật của mình." Ngay sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Flores đã hâm nóng không khí khi phản bác những phát biểu của Tuấn, Hạc. Ông đăng một đoạn video trên YouTube, quay lại cảnh gặp gỡ Tuấn, Hạc tại Hà Nội với sự góp mặt của nhiều nhân chứng và viết trên Facebook cá nhân, "Đây là bằng chứng tôi đã đến gặp bạn nhiều lần mong được tái đấu nhưng bạn luôn tránh né. Sao bạn dám chối bỏ sự thật như vậy?" Tuyên bố của Flores mâu thuẫn với những gì Tuấn, Hạc nói. Cao thủ Hạc Quyền nói đối thủ chưa trực tiếp gặp anh lần nào và muốn Flores xin cấp phép từ chính quyền để trận so tài diễn ra. Bên cạnh đó, Flores cần có lịch trình và kế hoạch cụ thể để Tuấn, Hạc sắp xếp thời gian, bởi anh hiện chỉ là người tập võ thông thường. Pierre Flores trở thành tâm điểm chú ý của làng võ Việt hồi hè năm ngoái, khi đòi thực chứng khả năng truyền điện của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, không được trưởng môn Nam Huỳnh Đạo nhận lời. Flores giao lưu võ thuật với hai võ sư khác là Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh. Cả hai trận, ông đều tỏ ra áp đảo. Flores thừa nhận với Đài Phát Thanh Canada rằng ông đều nương tay trong cả hai trận trên. Cao thủ Vịnh Xuân ít khi dùng chân, nhằm giảm tính sát thương và đúng với tinh thần giao lưu võ thuật. Nhiều võ sĩ Việt Nam nhân sự kiện này đã lên tiếng thách đấu cao thủ Vịnh Xuân, nhưng đều bị từ chối. Nguồn: VnExpress.